chúng ta cùng thực hiện cử điệu của câu Kinh Thánh Cô Rinh Tô Nhất, đoạn 15, câu 3 và câu 4. Trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em những chân lý tôi đã tin nhận. Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta. Theo lời Thánh Kinh, Chúa được chôn qua ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Thánh Kinh. Cô Rinh Tô Nhất, đoạn 15, câu 3, câu 4.